Khi giảm tải áp lực, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện chuyển bệnh nhân tới 4 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội để thực hiện làm sạch bệnh viện. Theo lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn, tính tới thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận gần 200 bệnh nhân và 160 người nhà được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang. Lãnh đạo bệnh viện đã có thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn về công tác tiếp nhận bệnh nhân do Bệnh viện Việt Đức chuyển sang. Bác sĩ Hương cho hay, ngay từ đêm hôm qua, chúng tôi đã tiếp nhận từ Bệnh viện Việt Đức 194 bệnh nhân và 160 người nhà của bệnh nhân. Các trường hợp bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn đều là những bệnh nhân sau phẫu thuật và có cả trường hợp bệnh nhi. Theo bác sĩ Hương, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận các bệnh nhân và người nhà của Bệnh viện Việt Đức sẽ giúp cho bệnh nhân không bị ngắt quản điều trị. Về phía Bệnh viện Việt Đức cũng có thêm quỹ thời gian để tập trung nhân lực khống chế dịch bệnh. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân ổn định. Các bệnh nhân trước khi chuyển sang đã được bác sĩ cho thuốc, trừ một số trường hợp cấp cứu phía bệnh viện Thanh Nhàn phải điều trị thuốc, dịch truyền đảm bảo oxy, chế phẩm máu duy trì chỉ số sinh tồn của người bệnh. Các bệnh nhân và người nhà đều đã được xét nghiệm âm tính trước khi chuyển sang, nhưng khi sang bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện sẽ tiếp tục xét nghiệm các đối tượng nguy cơ cao để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi khu điều trị bên cạnh đó bệnh viện cũng đã tuyên truyền cho người nhà hạn chế đi lại tiếp xúc để tránh nguy cơ lây chéo thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid-19 sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại <laughs>